trong bài giảng thánh lễ sáng thứ hai ngày 14 tháng 12 tại nhà nguyện Thánh máta Ta, Đức Thánh Cha Phan -cô đã chia sẻ rằng, trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ mở ra những khung trời tự do. Tất cả mọi người chúng ta đều có tội, tất cả đều là tội nhân. Nhưng chúng ta đừng hoảng sợ, vì Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta. Thiên Chúa tha thứ tất cả. E la libertà la, la Sự tự do, tính cao thượng và lòng trông cậy đẹp đến là giường nào. Nhưng thật là xấu xa và tồi tệ nếu con cái giáo hội lại cứng đầu bướng bỉnh, lòng chai dạ đá. una donna o di sự cứng lòng chính là thái độ của những người không có lòng trông cậy. Trong năm thánh lòng thương xót này, có hai con đường mở ra phía trước. Con đường thứ nhất dành cho những ai trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa và biết rằng Thiên Chúa là cha luôn tha thứ tha thứ tất cả đằng sau sa mạc khô cằn của tội lỗi là cái ôm nồng thắm và sự tha thứ của thiên chúa đang đón chờ con đường thứ hai dành cho những người đi tìm nơi trú ẩn trong kiếp sống nô lệ của sự cứng lòng và chẳng biết gì về lòng thương xót của thiên chúa có thể họ là những bậc tiến sĩ đã học hành và nghiên cứu thật nhiều nhưng sự hiểu biết và những bằng cấp ấy không thể cứu được họ